Mọi người, hôm nay ngày 21 tháng 6, mình có một số cây giá rẻ giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây linh sam siêu bông, cây rin, cây tại cành đã tháo hết dây, cây đã nuôi rất là già. Cây này có hoành thân là 26, chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh là 45. Cây có tán ngang là 50. Chi râm đã rất là già, cây linh sam mã số 1. Mình giao lưu mọi người là 950 bao ship. Một cây tay cành nuôi lâu năm, chi râm già, giá trị 950 bao ship. Cây giang bay rất là đẹp. Hoành 26, cây cũng khá to. Cái này có bộ chi cành là rất là mềm, nhìn là cây dáng tự nhiên. Cây linh sam mã số 1, giá 950 bao ship. Tiếp theo là cây linh sam mã số 2, cái này có hoành thân là 13. Chiều cao là 40. Cây có tàn đổ là 55. Cây linh sam mã số 2, mình giao lưu mọi người là 850 bao ship. Hoành thân là 13. Cây số 2, giá trị 850 bao ship, cây tầm trung. Cây này đang nằm chậu là 32, đường kính chậu là 22. Cây linh sam siêu bông mã số 3, cây này cỡ hoàn thân là 18, chiều cao 50, tán ngang 65, cây tầm trung. Tay cành già, chi cành đã ấm tàn, mọi người có thể tháo dây, cây còn ít dây. Cây này thuộc dạng hàng thành phẩm. Cây số 3, mình giao lưu mọi người là 1.400.000 bao ship. Cây siêu bông, cây rin. Cây một cốt, cốt cũng rất là to, hoành thân là 18. Giá trị 1.400.000, mình bao ship. Cây số 4 là cây hải châu gành. Cây hải châu gành lá nhỏ sông cầu, cây đang bắt đầu cho bông. Cây đang rất là nhiều nụ. Cây này có chiều cao là 50. Cây hạt châu mã số 4, cây này giao lưu mọi người là 450 bao ship. Cây đang bắt đầu cho bông rất là nhiều. Dòng cây bông chùm. Hoành thân thì tầm 10 xăng. Giá 450 mình bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã số 5. Cây có hoành dưới này hoành cũ là 35, hoành thân là 20. Chiều cao từ mặt chậu lên là 45. Cây có tán ngang là 48. Cây đã tương đối ấm tàn, trồng lá rất là bé, gần như là hải châu lá rí. Cái này mình giao lưu mọi người là 1.500.000 bao ship. Cây đã gần ấm tàn.
Cây tương đối 80%. Củ cốt quái, cốt rất là to. Giá 1,5 triệu mình bao ship. Tiếp tục là cây linh sam siêu bông, mã số 6. Cây này mình giao lưu giá xả là 1,8 triệu bao ship. Cây đã thành phẩm, tay cành đã rất là già. Cây gốc cây đã rất là già. Cây cấu hoành thân là 18. Chiều cao là 38. Tán ngang là 52. Cây đang nằm chậu là 37 và 30. Cây linh sam, cây siêu bông, cây rin, giá 1,8 triệu bao ship. Cây này mình đã nuôi thời gian 6 năm, giá rất là rẻ để mọi người sưu tầm. Cây chỉ việc cắt dọc và chơi. Cây số 7 là cây dâu tầm. Cây này mình đang nuôi chậu lớn để nuôi tay cành. Cây cấu hoành thân là 10. Chiều cao 25. Chiều ngang tương đối là 30. Cây này nuôi thời gian thì vào chậu mini. Cây sẽ rất là đẹp. Cây đang cho quả. Cây đang rất là nhiều quả. Cây dâu mã số 5, mình giao lưu mọi người là 400 bao ship. Cây này về mọi người vào nước dây thứ hai thì sẽ rất là đẹp. Cây đã ra form dáng. Trong dâu tầm lá nhỏ, kích thước lá rất là bé. Dòng nhà này là dòng dâu siêu quả. Cụm Hải Châu mã số 8, cụm cốt 3 thân. Cái này mình giao lưu mọi người là 400 bao ship. Cái Hải Châu gành, chiều cao gần 30. Chiều ngang 30. Mỗi thân thì tầm 9 đến 10 xăng. Cây Hải Châu mã số 8, giá 400 cho mọi người về tiếp tục nuôi thêm. Cây ba thân giáng bay. Cây số 9 là cây Hải Châu lá rí. Dòng Hải Châu lá rí, lá quả trấu. Dòng này, lá này rất là hiếm. Kích thước lá rất là bé. Cây đang bắt đầu cho bông. Cây nuôi chậu mini nhưng đã cho được bông. Cây này có chiều cao là 38. Bông đang bắt đầu ra rất là nhiều. Giá 550 bao ship. Cây mini, cây kích thước rất là nhỏ gọn. Thân lắc, dòng Hải Châu lá rí, lá quả trấu, lá này rất là hiếm ngoài tự nhiên. Tiếp tục là cây Hải Châu mã số 10, cây dáng phu thê, cốt rất là lắc. Dòng Hải Châu lá nhỏ xung cầu. Cây dáng phù thề rất là hay. Cây có chiều cao là 60. Tán ngang là 60. Giá 1,6 triệu bao ship cây Hải Châu mã số 10. Cây này mình vừa dọn lại chia cành.
cây vào nước dây thứ hai. Kích thước thân thì tầm ngón tay của mình. Cây số 11 là cây chò mòi lá tròn, cây tông cao. Quả của cây chò mòi ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Cây này có chiều cao là 90, hoành thân 15, giá 700 bao ship. Chò mòi thì có thể ghép được sâm núi trái. Tay đã nuôi kích thước rất là to. Cây cao 90, hoành thân 15. Và cây cuối cùng là cụm rừng sam núi trái, mã số 12, cụm rừng 5 thân, dáng bay. Chiều cao cây là 30. Thì có tán ngang là 47, cụm cốt 5 thân, giá cả bộ là 1,2 triệu bao ship. Cây đang bắt đầu ra trái. Cây sam trái mã số 12 là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đó là số Zalo của mình.